1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lên lại nè. Lại. Đó. Ê, 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 ê. Đức ơi. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mày lấy cái bằng kim ra. Trời ơi. Mày mày nhảy cao lên lép con gốc. Mày giết xanh. Cái này là chiếc lá thôi. Chiếc lá cái gì? Chiếc lá gì đâu vậy là? Đó. Trời ơi, chiếc lá gì? Cái chiếc lá con cốc hả? Trời ơi, trời ơi, nhảy sao mà con cốc nó dẹp đép như chiếc lá. Chiếc lá trời thôi. Quá à, nhảy không mà sát xanh vậy? Mua đi quay mà sát xanh vậy em. Ờ. Cái này chiếc lá. Với lại mọi người đừng có nói em có biết. Có chiếc lá nào mà nằm vậy không? Kệ chiếc lá vậy. Trời ơi, mọi người kìa. Bóc lên kìa. Trời ơi, Quốc Khánh nhảy một điều nhảy mà giết luôn cậu ông trời. Em còn chơi lưu bóc là cậu ông trời. Có chơi lưu bóc. Đứa nào đánh nó ép vô cuốn tạp. Trời đánh mày. Ê. Ê, anh Đức anh hỏi còn chơi lưu bóc ngày xanh không đem về ép vô tạp. Người ta là ép cánh phượng. Mà ép. Mọi người. Không có con cốc xưa lại nha. Ép cánh phượng là xưa rồi, ép con cốc. Trời ơi, cái đụng luôn. Em không ngờ mọi người lấy một cái xác chết đem ra làm trò cười vậy. Ê, hình nào tao ăn chú ép chưa ăn lóc ép. Con đạp người ta chết rồi con nói là đem. Nó tưởng tượng cốc mẹ đi ra ngoài đường kiếm ăn đi làm về nuôi con rồi bị đạp chết rồi mọi người quay clip làm trò cười nọ nọ. Không có trò cười nha. Không à. Đỉnh cao của bi kịch là hài kịch. Tụi tao đang quay một cái clip tố mày. Quay kỹ rồi coi coi chừng con chuột chúng ăn cắp. Không con chuột nào. Tham coi chừng, coi ta có mực bỏ ra. Hai bạn mình chơi sao nó quéo bụng. Đạp mà cái nở khô. Cốc ép. Không. Đây gọi là điệu nhảy gì. Đừng có bỏ. Cốc ép mà. Sát xanh quá. Bởi vậy từ ngày chị Bu. Ông sát xanh là không vui á. Ờ, nó chết vậy mà không sát gì rồi, phải sát rồi. Từ ngày chị Bu bị ho nách nó cái miếng chị Bu nó chua lắm. Đó. Ơ chú gầm quá ha. Gỡ gì nữa. Cái mùi gì ngon nhất đây là đậu đen. Cái mùi chú là ngon nhất. Mùi hơi nách. Ăn kem có mùi hơi nách không chú? Của nó đó chứ không phải nói ai đâu. Dạ anh. Cảm ơn chú. Cái kia là gì? Màu vàng là gì? Đậu xanh sầu riêng. Đậu xanh sầu riêng rồi còn gì nữa không? Đậu đỏ. Hai màu đỏ ăn gì vậy? Đậu đen với đậu xanh thôi hả? Cái móng á, cái này. Đậu đen. Đậu đen ngon. Đậu đen một cái nữa. Kem ống. Chắc là đậu xanh, đậu đen, sầu riêng. Cô Giang ăn gì vậy? Lại Khánh nè. Đậu đen. Mày ăn cái gì? Thôi ta ăn đậu đen luôn. Em bị la. Có ai bán đậu đỏ đâu, tao bán đậu đen, đậu xanh, ăn đậu đỏ. Mệt quá, hơi nách quá. Ai? Ông phụ ca nó. Rồi ba. Trời ơi. Ê. Nó hơi nách lắm. Ba đậu ra nữa. Sao kỳ đẹp mà. Đẹp mà hơi nách. Bởi vậy biết sao mà chia tay không? Sao? Hơi nách. Đen vậy bữa qua những ca chơi vô bếp lỡ thấy mấy con chuột á mà con nào cũng tái xanh mặt mày cho nó rồi á. Thử cái mùi mà điếc á. Đứa nó ăn mà chuột kiểu lên xuống như bộ. Thôi. Vậy là trong nhà có mình nó sống hả? Hỏi xong á khẩu. Á khẩu hả? Nhà nó là có mình nhà Buka có mình Buka sống hả? Còn nhiều chết hết rồi con. Thật ra lúc nước đông lắm. Từ khi bà dọn vô chết hết. Vậy là cái mùi này giờ tiêu diệt được giá rồi. Cửa Buka qua chung cư ở chung cư xuống giá luôn. Thế con nói chứ con dân nút miếng trong mặt con. Cái này thêm cây nữa. Vui quá.